Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, sáng nay ngày 11 tháng 4, hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hình phạt đề nghị chung là tử hình. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, trong quá trình điều tra cũng như lời khai tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Ngoài bị cáo Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị án chung thân với hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bỏ qua sai phạm tại SCB.